Anh bắt đầu chơi pool từ năm bao nhiêu tuổi? Em chơi khá lâu rồi. Là từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Bao nhiêu tuổi? Khoảng bao nhiêu tuổi? Từ ngày vẫn đi học cấp 3 cơ. He said that he started playing pool when he's still at the junior high school. Yeah, maybe 16 or 17. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi ạ? Em năm nay 34 rồi. Now he is 34. Anh sống ở đâu tại Việt Nam? Em á? À? Em thì quê gốc người Gia Lâm Hà Nội. Nhưng em hiện tại em đang ở Hưng Yên. He was born in Hà Nội and now he lives in Hưng Yên. Maybe 40 or 60 km from Hà Nội. Anh có phải là người gọi là cơ thủ nổi tiếng nhất Việt Nam không? Cái đấy thì em làm sao em dám nhận được, nhiều người nổi tiếng mà anh, em có là cái gì đâu. He said that he cannot say that he's the most famous because the more better player. Khi mà họ xem cái trận đấu của anh ấy thì họ xem những cái trận đấu ở đây ấy, thì anh chính là cầu thủ Việt Nam mà có được nhiều cái sự ủng hộ nhất, nhiều đám đông theo dõi nhất. Vâng. Cái đấy là cũng là niềm vinh dự của em rồi. He said that his honor. Họ hỏi muốn hỏi anh là anh đã giành được một cái danh hiệu cụ thể nào đó trong cái khoảng thời gian chơi bia của anh chưa? Nghĩa là sao hả anh? Tức là anh đã giành được một cái danh hiệu nào đó hay là một cái chiến thắng gì đó cụ thể trong cái sự nghiệp chơi pool của mình chưa ấy? Em chưa. Họ muốn hỏi anh là trong tương lai họ liệu họ có thể được thấy anh ở một giải đấu quốc tế có tầm cỡ như Hà Nội Open hay không? Em sợ em không khả năng thôi. He afraid that he don't have the ability to attend. Nhưng mà anh có rất nhiều người hâm mộ mà. Cái đấy là thật sự là phải cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. He just want to thank all everybody, the fan, everybody. Điều mà anh tình yêu của anh ấy, cái điều mà anh yêu thích nhất ở cái môn pool chính vì là gì? Điều em yêu thích nhất em thấy nó vui. Because he just seen it. Em chơi thì nó vui mà. Bây giờ họ muốn xem một cú trick shot của anh, một cú trick shot của anh ở trên mạng. Nhất trí. Yeah, okay. Yeah. Okay. Em hình dung ra là em đánh chết mà. May mà. Okay. Later that evening, Delcar backed himself an exhibition match with a certain Efren Bata Reyes. So guys, if you want to watch this full match, I'm going to put the link in the comments where you can watch this full exhibition match between Dokai and Efren Bata Reyes. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel.